Dạ vâng, xin chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube của HD Audio. Và hôm nay em xin phép test cho mọi người cũng như là test cho anh Nguyễn Hải ở địa chỉ là Quyết Thắng, Hòa Hiếu, Thái Hòa, Nghệ An. Số điện thoại của anh là 0968 338 628. Anh lấy một con DSCX7 này, 3 triệu 250 này, Tubi 03E là 1 triệu 430. Và anh có nâng cấp thêm bóng Mỹ. Đấy. Thì giá tổng phải trả của anh là 4 triệu 880 nghìn. Thì thôi thì anh em mời cà phê 4 triệu 8. Rồi. Đấy, rất là cảm ơn anh. Đấy, hóa đơn. Và bây giờ là cái sản phẩm DAC-X7 và Tubi 03E. Đây là em đã setup sẵn cho mọi người nhá, cũng như là của anh. Sản phẩm bên em thì cam kết là mới 100% và được bảo hành 12 tháng, cũng như là cam kết là hàng chính hãng nên mọi người dùng yên tâm. Đây là tem của bên em. Được chưa? Đầu tiên là em test cho anh cổng quang này. Mua cho cả Optical. như tình quê hương trong tôi, sống làm biết khi mua cho cạn. Người thì ơi, nhục trong câu hát chạy chưa, ngắn ngắn thôi chứ 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 YouTube nó có bản quyền nên là em không thể mở dài được. lòng. Đấy là optical nhá. Và bây giờ là em sẽ test cho anh là kết nối điện thoại qua cổng OTG. Thì một là anh kết nối qua điện thoại cũng được, hoặc hai là anh cắm máy tính đều được. Mọi người chờ em một phút. Được rồi. Đây, đây là cái điện thoại này. Em kết nối OTG cho mọi người. Đây là jack. Mọi người mua cái jack OTG giúp em nhá. Đấy. Và tải cái phần mềm Onkyo HF Player đây nhá. Đây nó báo là kết nối cái FX Audio đấy. Đây, phần mềm Onkyo mọi người lên CH Play để tải nó về. Và khi mà cái em nói sơ qua là cái bộ đôi mà này đã kết nối với nhau ấy thì nó có một cái chất âm ra rất là sạch sẽ và bass vánh rất sâu. Nghe rất êm. Chép lên sáng nhưng mà nó không bị chói. Đấy. Đây là sản phẩm của Trung Quốc mọi người ạ. Tuy nhiên thì nó là hàng hãng, hàng xuất châu Âu nên mọi người dùng có thể yên tâm. Đây là cặp bóng Mỹ. Đấy, khi mà kết nối với cái điện thoại chúng ta có cái playlist này, ví dụ như là vào nhạc nhạc lốt lét này, không biết mong sao là cái bài này nó không có bản quyền, cố gắng là tải được cái nhạc chất lượng cao. Thì đấy, khi mà đã chọn nhạc đây là em bật rồi nhá, máy đã bắt đầu chạy. Đấy, trên này điện thoại nó chạy rồi này, bài hát nó chạy rồi này. Đấy, thì ở trên này thì chúng ta phải chọn là cổng ấy cho em nhá, cổng USB nhá. Đấy, điện thoại đang để hơi bé. Thì ở đây thì ở đây là em test qua thôi. Còn lại là cái hướng dẫn về kết nối điện thoại với DAC-X7 này thì là mọi người xem lại cái video clip cách đây khoảng một tháng em đã làm rồi. Đấy, thì mọi người cứ vào trong trang web à trên trên cái YouTube mọi người tra lại giúp em nhá. Câu đò đưa thăm gọi tôi ghé về tuổi thơ, người xưa đâu xa vắng ai đưa tôi qua đò, ngô nước dài bãi quê
gió chiều chiều dịu mát, theo tôi đi chân trần. Cây đen thì trổ hoa, chuyến đò đầy rơi bến, em hát rằng đến duyên, em đậy trong năm ấy. Hát lại dòng đó đưa như mẹ ru hồn tôi. Tiếng rất là sạch, nghe êm dễ chịu, nó không chói gắt. Đây thì em hướng dẫn qua cho mọi người đấu nối này. Đầu tiên nhá, đầu tiên là cổng quang hoặc là máy tính xuống con DAC. DAC là chuyển đổi tín hiệu kỹ thuật số ra analog, và sau đó là từ con này chúng ta kết nối lên dề. Đấy, như mọi người nhìn này, em đang kết nối cái dây trắng đỏ này lên con dề, được chưa? Đấy, đây là kết nối từ con DAC lên dề, và từ dề đấy sẽ ra âm ly. Đây là dây ra âm ly, nó rất là đơn giản thôi. Ngoài ra nếu mà chúng ta muốn kết nối Bluetooth thì lại chuyển sang Bluetooth, bấm cái cộng này để chuyển sang Bluetooth và nghe điện thoại Bluetooth, được chưa? Đấy, mọi người có điều gì mà thắc mắc không hiểu thì cứ liên hệ tới hai số hotline là 0777300400 hoặc là 0987630409 thì bên em sẽ hướng dẫn cho mọi người. Mọi người ai mà ở Hà Nội thì qua địa chỉ số 100/193 đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Liêm, Hà Nội, bên em sẽ test trực tiếp cho mọi người. Ưng thì mọi người lấy, còn không ưng thì thôi, vô tư. Đấy, em cứ nói rõ là mọi người đỡ mất công. Chứ cái công đi lại quan trọng, như còn hàng thì em test không ngại, không vấn đề gì hết. Vâng, xin một lần nữa cảm ơn anh Hải và cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.